Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hà Nội không thể tiếp tục lập lờ thương mại với Mỹ trong nhiệm kỳ của ông Trump. Ngày 2 tháng 12, AFI Tiếng Việt đăng bài bình luận với Tổng thống Trump, Hà Nội phải kết thúc kỷ nguyên lập lờ thương mại của tác giả Nam Việt. Tác giả cho rằng, việc Tổng thống Donald Trump trở lại cầm quyền đã dấy lên một bài tính đầy lo lắng với Hà Nội. Theo đó, Hà Nội cần chấm dứt tình trạng hàng hóa Trung Quốc đi qua cửa Việt Nam để vào Mỹ mà trước đây tình đồng chí và thế anh em hàng dưới đã buộc Việt Nam chấp nhận. Bên cạnh đó, Hà Nội cần được Mỹ chấp nhận là một nền kinh tế thị trường. Tác giả cho biết, theo thống kê, số lượng nhà sản xuất Trung Quốc chuyển sản xuất sang Việt Nam đã bùng nổ kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Các nhà nghiên cứu thị trường, cố vấn và luật sư doanh nghiệp gần đây đang nói xa nói gần trên các trang báo nhà nước về số lượng ngày càng tăng các nhà sản xuất nước ngoài đang đổ vào Việt Nam mà nước ngoài là cách nói phổ biến của Việt Nam khi muốn nói về Trung Quốc mà không dám gọi thẳng tên. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả đề cập đến tình trạng doanh nghiệp sản xuất nội địa của Việt Nam liên tục phá sản, trong khi hàng hóa và cơ sở được xây dựng của các công ty Trung Quốc đặt bản doanh ở Việt Nam đang rầm rập ngày đêm. Tác giả dẫn lời ông Trạch Nguyễn, tổng giám đốc điều hành của công ty dịch vụ chuyên nghiệp Incorp, nói trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng ông giúp một hoặc hai công ty Trung Quốc thành lập tại Việt Nam mỗi tuần. Họ cần phải rời khỏi đại lục. Ở Trung Quốc đang có những vấn đề kinh tế. Tôi không thấy lý do gì khiến xu hướng đó không tiếp tục trong vài năm tới, ông Jack nói. Nhưng tác giả đánh giá với Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump, chuyện dùng Việt Nam làm bình phong để đưa hàng vào Mỹ đã rất cũ. Một nguồn tin không chính thức cho biết, Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam đã có trong tay danh sách các công ty Trung Quốc dùng Việt Nam để né thuế thời của Tổng thống Biden có vẻ còn nương nhẹ với Việt Nam, không chỉ thẳng mặt, nhưng với nhiệm kỳ 2 của ông Trump, chuyện đang được đặt trên bàn cân với những mức thế quan được đặt ra cụ thể đến choáng váng. Tác giả dẫn một trang tin quốc tế, theo đó đã có những ghi nhận về cách mà ông Trump nhìn xuyên qua hiện tình hiện nay ở Việt Nam. Cụ thể, Make in Việt Nam sẽ được coi là Make in China mới dưới thế quan của ông Trump. Và đây là hình ông Donald Trump. Trên trang tin này, giáo sư Jackson Miller từ Mỹ nói rằng nếu trước đây hàng hóa được sản xuất ở Trung Quốc, thì bây giờ nó sẽ được sản xuất tại Việt Nam. vì sản xuất đó sẽ không quay trở lại Mỹ. Đó là vấn đề của Hà Nội lúc này. Theo tác giả, ông Trump đã nhiều lần nói trong những tháng gần đây rằng ông muốn thúc đẩy sản xuất của Mỹ và làm cho hàng hóa sản xuất ở nước ngoài trở nên đắt hơn khi nhập khẩu bằng cách tăng thuế. Tác giả cũng cho biết Việt Nam vội vã chào mới thân thiện với chính ông Trump. Đầu tháng 10, Eric Trump, con trai tổng thống đắc cử và phó chủ tịch điều hành của Trump Organization đã công bố phát triển một dự án trị giá 1,5 tỷ đô la, bao gồm các khách sạn năm sao và sân gôn ở một tỉnh ngoại ô Hà Nội. Tác giả dẫn quan điểm của nhiều nhà bình luận cho rằng, chính sách thế quan của ông Trump sẽ chỉ đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó, Hà Nội phải tính toán cách tách mình ra khỏi bóng dáng của Trung Quốc, ít nhất là trong việc làm ăn, để không bị vạ lây, và quan trọng là làm sao không để Bắc Kinh khó chịu. Từ chối cho các tập đoàn và công ty Trung Quốc nấp bóng để nhập khẩu vào Mỹ là một bước đi quan trọng kết thúc trò lập lờ kinh tế với Mỹ. Được và mất hiện rõ trong bài tính sắp tới của Hà Nội, nhưng đứng một mình cũng đang là một cơ hội. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Hà Nội không thể tiếp tục lập lờ thương mại với Mỹ trong nhiệm kỳ của ông Trump. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời các bạn xem bản tin. Canh bạc tinh gọn của Tổng bí thư Tô Lâm ngày 30 tháng 11, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận: "Tô Lâm vừa sắp hàng vừa chạy" tại hội nghị trung ương bất thường của blogger Nguyễn Đình Công. Theo đó, tác giả cho hay hội nghị trung ương sáng ngày 25 tháng 11 chỉ kéo dài nửa buổi. Đây là một sự bất thường hiếm thấy. Trong khi đó, báo chí chính thống không gọi đây là một hội nghị bất thường. Nhưng rõ ràng các dấu hiệu từ nghị trình đến cách thức tổ chức đều cho thấy tính cấp bách đặc biệt. Và đây là hình bài trên AFA sự bất thường này còn được đẩy lên cao hơn khi chiều cùng ngày tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Tô Lâm lại xuất hiện trong vai trò giáo sư, tiến sĩ, chủ trì một hội thảo chuyên đề mang tên Kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vương mình của dân tộc Việt Nam. Điều này cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng đang đứng trước nhiều xáo trộn. Nhưng tại sao việc xem xét thực hiện nghị quyết số 18 lại phải được bàn thảo trong một hội nghị khẩn cấp? Tác giả cho rằng câu trả lời có thể tìm thấy trong phát biểu của ông Tô Lâm. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là một bước đi nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn là một cuộc cách mạng đòi hỏi sự thống nhất cao trong cả nhận thức lẫn hành động. Tác giả lưu ý, một điểm bất thường khác không thể bỏ qua là ông Tô Lâm vẫn lẫn đận trong việc củng cố mạng lưới quyền lực của mình. Hơn 100 ngày kể từ khi được bầu làm Tổng Bí thư vào ngày 3 tháng 8, khác với các tổng bí thư tiền nhiệm, ông thiếu hẳn tính chính danh mang tính biểu tượng nếu ông Tô Lâm thật sự muốn thay đổi chiếc áo rách này bằng một mạng lưới quyền lực mới, sự khéo léo của ông sẽ được thử thách ở mức cao nhất. Việc vá víu tạm bợ có thể đem lại những thành công ngắn hạn, nhưng về lâu dài, ông cần phải tạo ra một cấu trúc quyền lực mới hiệu quả hơn. Nếu không, nỗ lực cải cách của ông sẽ thất bại và mạng lưới quyền lực cũ kỹ ấy sẽ trở thành chiếc bẫy chính trị kéo ông xuống trong những cuộc đấu đá nội bộ. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Tác giả nhận xét: chiến thuật vừa chạy vừa xếp hàng mà Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương không chỉ là một khẩu hiệu mà phản ánh thực tế cấp bách. Từ nay đến đại hội 14, ông cần tận dụng mọi cơ hội để hoàn thành hai mục tiêu lớn. Thứ nhất, tái cấu trúc bộ máy đảng và chính quyền theo hướng tinh gọn, nhưng thực chất là để đưa các nhân sự thân tính vào những vị trí chiến lược. Thứ hai, loại bỏ những đối thủ chính trị, đang hoặc có khả năng thách thức quyền lực của mình. Tác giả nhấn mạnh, Hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay được giới quan sát ví như một mạng lưới toàn trị bao phủ toàn xã hội. Tuy nhiên, mạng lưới này đã trở nên mục nát bởi tham nhũng, lợi ích nhóm và sự đấu đá bè phái. Tô Lâm với vị thế tổng bí thư rõ ràng nhận thức được tình trạng này. Hội nghị trung ương vừa qua là một nỗ lực giật gấu vá vai nhằm củng cố mạng lưới quyền lực đã rệu rã. Thay mạng lưới cũ bằng một mạng lưới mới là một thách thức lớn đã có những nguồn tin khả tính cho biết sự tinh giản biên chế lần này còn kéo theo việc sát nhập các tỉnh thành. 31 trên 63 tỉnh thành sẽ được sát nhập. Điều này đòi hỏi khả năng kiểm soát quyền lực vượt trội. Nếu thành công, ông Tô Lâm không chỉ củng cố quyền lực cho bản thân, mà còn định hình lại cấu trúc quyền lực của đảng và nhà nước trong nhiều năm tới. Tác giả cho biết, Bộ Nội vụ trong tuần rồi đã khẳng định không có việc sát nhập như đồng đại. Trên mạng xã hội, thậm chí còn đề nghị Bộ Công an có biện pháp xử lý đối với các thông tin không đúng sự thật về chuyện sát nhập tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo tác giả, nếu nỗ lực nêu trên thất bại, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi và bị đối thủ chính trị lợi dụng để chống lại ông Tô Lâm trong cuộc đấu đá nội bộ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Canh bạc tinh gọn của Tổng bí thư Tô Lâm Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.